con trai cứ chỉ đặt ra chấm riêng mà nè, tàng sầm lấy bì rô, tàng sa, tàng miên bị chia bảy phép, hai miên cả quan trọng tràn khăng mệt tên bị bảy mệt, có vấn đề bài chuyện thằng ngày muối, con trai chụp bài nhà thông được không chịu vất, rồi hốt đọt phơi ở con bắt mộc bị sờ lập bạc tàng sòng. Đặt ra chấm riêng mì rô nước cứ cái nhà vanilla, cọt ban tập lọp mặc cam sờ lập bạc vinh, phía bên đông muối ban phơi ở vanilla, trong cát nở đường đời chưa chắc một nương chịu vất bọc quát, bần to đau mà mộc, nơi bên này cứ cọt ban đau mà đau về thấy sờ lập bạc tập lọp mà vinh. Đại thừa em hai chốn minh phép nhập ao mình tên hơi ca quan tro can tại khang trường môn chứa riêng đại nhóm ở các tộc của nai phải vào mùa chín năm ấy hai nhóm tay thì phải của nai ta bản thân trước ngày nào mua với nhóm bán mỏ sập hết không cầm thì nào mua ấy cứ nhóm nâng dậy ở chỉ phải nâng chặt mọi nhóm chân bản thân chi phải nào mình đi đại con sẽ lãnh dương hai con xôm mà bảy mua chỉ cả tọt non thì can cọt bệnh còn ở sở lãnh dương ấy ôn bố cho nghĩ chăng mình đứa đại sở lãnh dương á kêu mình đại cho một cái lãnh dương ấy cái trong khơi dương lò mình trong khô chất đó đai đó đai sau khi bán sản phẩm rồi bỏ vanilla để chia tách ra dùng để sản phẩm này đã phê để dùng sản phẩm rồi bỏ bình mật bình mật đó chẳng phải này cứ miên rương muối ở tẹt tông tên là rương ស្នេហានេះគឺជារឿងស្រឡាញ់អ្នកមុនរៀបការអ្នកក្រោយនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាជឿទេថាសុកសុកនៅជាមួយគ្នាស្រាប់តែមានងួនពពុះទីបំផុតថ្ងៃការក៏មកដល់យប់ឡើងទើបខ្ញុំបាច់ចិត្តប្រាប់បងអុលគាត់ចលោតបោករបស់របរនៅក្នុងហាងគាត់ដៃធ្ងន់បន្តិច ច្រើន ខ្ញុំ ទៅ បុក នឹង សាឡុង Vita Confession Nom Chun Lok Neak Doy Gainsberg ផលិត ដោយ ជន ជាតិ អាឡឺម៉ង់ ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ កម្រិត ពិភព លោក Bulo Blasto ឈ្ងុយ ឆ្ងាញ់ គ្រប់ មែន Blasto សាប៊ូ ដល់ ខ្លួន លុច ថ្មី ដល់ នៅ ក្លិន ក្រអូប ពេញ មួយ ថ្ងៃ